nhà phật nói tu hành định nghĩa của hai chữ này chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng tu hành chính là điều chỉnh hành vi sai lầm của chúng ta hành vi thì quá nhiều phật đem nó quy nạp thành ba loại lớn thân khẩu ý hành vi có nhiều đi nữa cũng không thể vượt khỏi ba cái phạm vi này hành vi của thân chính là động tác cử chỉ của chúng ta hành vi của khẩu là lời nói hành vi của ý là tư tưởng kiến giải hành vi đã có sai lầm đem sai lầm điều chỉnh trở lại thì gọi là tu hành đây là phải hiểu cho thật rõ ràng thật minh bạch tổ sư đại đức vậy chúng ta tu hành phải tu từ căn bản cái gì là căn bản ý niệm là căn bản tư tưởng là căn bản cho nên tu từ căn bản cũng chính là nói rõ hành vi nhiều bao nhiêu đi nữa sở dĩ phát sinh ra hành vi cũng đều do tư tưởng tư tưởng thuần chánh thì tất cả đều thuần chánh tư tưởng tà lệch thì tất cả đều bất chánh đây là ý nghĩa của sự khuyên chúng ta tu từ căn bản nhưng mà cách nói này thì cạn ý nghĩa đích thực của căn bản này là gì chúng ta nhất định phải biết cũng gọi là xứng tánh khởi tu toàn tu tại tánh đây mới là thật sự tìm ra được căn bản rồi tu tánh tánh là căn bản của tâm tánh là thể tâm là tác dụng ở trong phật pháp đại thừa thường gọi tâm là thức thức tâm tâm thức đây là tác dụng của nhất niệm tự tánh khi đan mê phàm phu gọi nó là tám thức năm mươi tâm sở từ đó cho thấy tác dụng của nó tương đối phức tạp nhưng mà thể của nó là một nhất niệm tự tánh thập pháp giới y chánh trang nghiêm chính là từ cái góc này sanh ra hoài nghiêm nói rất hay duy tâm sở hiện duy thức sở biến hiện tượng của tập pháp giới là tâm tánh hiện tượng thiên biến vạn hóa cái biến hóa này từ đâu mà có vậy thức biến thức chính là ý nghĩ chính là tư tưởng chính là kiến giải phật nói cho chúng ta biết thiên biến vạn hóa của thập pháp giới là sanh ra từ tư tưởng ý niệm của chúng ta đây mới là căn nguyên người tu hành phải bắt tay làm từ chỗ này cái căn nguyên này chính là trung hiếu mà chúng tôi đã giảng mấy ngày qua hôm qua bàn đến với các vị thuận thân dưỡng chí ý nghĩa đã nói sau hiếu hiếu nhất định là phải thuận không thuận thì không gọi là hiếu rồi cho nên hiếu thuận là đi cùng với nhau phải thuận như thế nào mới được xem là hiếu chân thật vậy phải thuận tánh vậy mới là thực sự biết hiếu nhận thức được hiếu cái mà trong phật pháp đại thừa nói là tất cả chúng sanh đều có phật tánh tùy thuận phật tánh mới là đại hiếu mới là chân hiếu cha mẹ của chúng ta có phật tánh chúng ta tùy thuận phật tánh của họ mà tận hiếu không phải tùy thuận phiền não cha mẹ cũng là phàm phu họ có phiền não chúng ta không thể tùy thuận theo phiền não của họ mà là tùy thuận phật tánh của họ cái ý nghĩa này chúng ta phải thể hội cho được giúp đỡ cha mẹ làm phật giúp đỡ cha mẹ giác ngộ vậy mới được xem là tận hiếu từ đó cho thấy nếu chúng ta muốn giúp đỡ cha mẹ giác ngộ bản thân mình không giác ngộ thì bạn làm sao có thể giúp đỡ được chứ cho nên tận hiếu hành hiếu chúng ta đã biết trước tiên cần tự chính mình giác ngộ chính mình phải thành tựu như vậy mới có thể giúp đỡ người khác giúp đỡ người khác đối tượng đầu tiên là cha mẹ cái chữ hiếu này chính là nhất niệm tự tánh mà phật nói trên kinh cái chữ trung này chính là phật hạnh bồ tát hạnh phá tâm bồ đề hành bồ tát đạo chính là tận trung đây là cách giảng sâu hơn một bậc của hai chữ này là ý nghĩa chân thật của hai chữ này cái ý nghĩa chân thật này nho gia có nói hay không có nói nói không nhiều vì sao nói không nhiều vậy nói người ta nghe cũng không hiểu cho nên không chịu nói sâu chỉ nói ở mức cạn dạy sơ học ở trong phật pháp nói nhiều nền tảng của tu học phật pháp khi so sánh thì sâu dày hơn Thời gian tu học Phật Pháp Cũng tương đối dài hơn Đặc biệt là Chú trọng ở một môn thâm nhập Trường kỳ huân tu Hai câu tám chữ này vô cùng quan trọng chúng ta có thể được thành tựu hay không mấu chốt là ở chỗ này tu học phật pháp điều kiên kỵ nhất là tạp tu ở trong sáu ba la mật nói tinh tấn ba la mật cái gì là tinh tấn tin là thường chứ không tạp tạp thì không tin một môn là tinh tấn hai môn thì không phải là tinh tấn rồi niệm phật các vị phải biết niệm phật thật sự thành tựu cũng là thâm nhập một môn bồ tát đại thế chí dạy chúng ta phương pháp niệm phật thâu nhiếp sáu căn tịnh niệm tiếp nối thế nào gọi là tịnh niệm chúng ta đối với tây phương tịnh độ đối với a di đà phật không hoài nghi không sen tạp Không gián đoạn Không hoài nghi không sen tạp Gọi là tịnh niệm Không gián đoạn chính là tương tục Tịnh niệm nối tiếp nhau Có như vậy mới có thể thâu nhiếp sáu căn Phẩm vị giảng sanh mới cao Có rất nhiều người không biết cho rằng mình tiêu nghiệp chướng thì phải niệm kinh dược sư phải niệm phẩm phổ môn phải niệm kinh địa tạng phải niệm chú đại bi niệm những cái khác nữa đây là sai lầm đều là xen tạp nghiệp chướng chỉ có thể tiêu chút ít không thể tiêu triệt để nếu như họ biết được Quán kinh một câu Phật hiệu này Thì nghiệp chướng của họ sẽ tiêu diệt triệt để Họ giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc phẩm vị tăng cao Giảng sanh thì giảng sanh rồi Nhưng phẩm vị không cao Vì sao vậy? Sen tạp Người sen tạp quá nhiều quá nhiều rồi Mọi người không biết được sức mạnh của câu Phật hiệu này Cho rằng Phật hiệu này tiêu nghiệp chướng vẫn không bằng Kinh Dược Sư Vẫn không bằng Đại Bi Chú Bạn nói có gây go hay không? Đây là hoài nghi Đã làm tổn giảm rất lớn Cho công phu của mình Pháp Sư Từ Vân Quán Đảnh Ở trong chú giải Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Đã nói với chúng ta Tên bản chú giải đó của Ngài gọi là Quán Kinh Trực Chỉ Hiện nay cũng có lưu hành bản in riêng Tôi ở trong đây đọc thấy Mới hoát nhiên tại ngộ ngài nói rất hay chúng sanh tạo tác tội nghiệp cực nặng ngũ nghịch thập ác tất cả mọi kinh luận không thể tiêu nổi cái tội nghiệp này tất cả mọi cách sám hối thần chú đều không thể tiêu nổi cái tội nghiệp này tội nghiệp quá nặng rồi cuối cùng còn có một câu a di đà phật có thể đem nó tiêu trừ chúng ta mới biết a di đà phật một câu này chiến thắng thiên kinh và luận chiến thắng tất cả các câu thần chú là chú ở trong chú là kinh ở trong kinh không có gì thù thắng hơn cái này nhưng mà không có người tin cho rằng một câu a di đà Phật này quá dễ dàng rồi Quá đơn giản E rằng không có hiệu quả Vẫn muốn đi tìm những thứ khác để xen tạp Thế là giảng sanh Giảng sanh là quyết định ở tính nguyện có hay không Không có thật tin, nguyện thiết Thì phẩm vị giảng sanh của bạn sẽ hạ thấp rất nhiều cái hiện tượng này chính là cái mà đại sư thiện đạo gọi là cửu phẩm giảng sanh chung quy bởi gặp duyên khác nhau bạn không có gặp được thiện tri thức không có người dạy bạn nghi hoặc của bạn không thể đoạn trừ chúng ta ngày nay xây đạo tràng tại singapore chúng ta biết tin sâu không nghi cho nên niệm phật đường chúng ta chỉ có một câu phật hiệu ở trong giảng đường chính là một bộ kinh vô lượng thọ một mảy may cũng không xen tạp chúng tôi ở nơi đây giảng xong bộ kinh địa tạng này kinh địa tạng là giảng gì núi cũ hoa pháp sư nhân đức mời tôi lên núi giảng kinh tôi không có thời gian để đến bên đó cho nên thu một bộ băng ghi hình để tặng cho núi cũ hoa Là ý nghĩa như vậy Khai giảng bộ Đại phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh này Với các đồng học Đây cũng là bất đắc dĩ Mười mấy năm gần đây Rất nhiều đồng tu Trong và ngoài nước Khi gặp tôi đều khải thỉnh hy vọng tôi giảng hoa nghiêm một lần lưu một bộ tư liệu ghi hình cho người hậu học làm tham khảo tôi đã nhận lời vì cái nguyên nhân này chúng tôi mới giảng hoa nghiêm Nếu như lấy ý riêng của tôi Xin nói lời thành thật Tôi là một bộ kinh di đà Sẽ giảng đến cùng Tôi sẽ không thay đổi Đại đức xưa nay Có người cả một đời Giảng kinh di đà giảng 300 lần Sau khi tôi nhìn thấy Vô cùng hoan hỷ Vô cùng ngưỡng mộ cả một đời tôi giảng kinh luật nhiều như vậy đều là do bất đắc dĩ ứng phó lời khẩn cầu của đại chúng chân thật thành tựu quyết định phải là chuyên tinh quyết định ở một môn thâm nhập một đời này tuyệt đối không thay đổi vậy mới có thể thành tựu nhất định phải nói theo chư phật bồ tát chư phật bồ tát là điển hình mô phạm của chúng sanh trong chính pháp giới chân thật là học vi nhân sư hành vi thế phạm chúng ta ngưỡng mộ chúng ta yêu cầu quá cao chúng ta cũng muốn ở trong một đời này có thể có được thành tựu của chư Phật Bồ Tát thế là con người hỏi có thể hay không Đáp án khẳng định có thể Cũng chính là lời mà Đại sư Thiện Đạo đã nói là Gặp duyên khác nhau Bạn có thể gặp được duyên thù thắng Thì một đời thành tựu Thiện tài đồng tử gặp duyên thù thắng Một đời thành Phật rồi Long nữ gặp duyên thù thắng Tám tuổi thành Phật rồi trên Kinh Pháp Hoa Kinh Hoa Nghiêm đã nói Phạm những gì mà Phật đã nói Ở trên Kinh Luận Đều là cái mà người thế gian chúng ta đây Có thể làm được Cái mà người thế gian chúng ta không thể làm được Thì Phật sẽ không nói Nếu như Phật nói ra Thì có lỗi với chúng ta Nói ra cái mà chúng ta không làm được Thế thì chẳng phải là diễu cợt Làm trò đùa hay sao vậy thì lời nói của phật sao có thể gọi là chân ngữ thật ngữ như ngữ mất hư ngữ mất cuồng ngữ chứ cái tiêu chuẩn này sẽ không thể đạt được rồi cho nên từng câu mà phật bồ tát nói với chúng ta đều là lời chân thật chỉ cần chúng ta thể hội thật kỹ y giáo phụng hành chúng ta một đời có thể viên thành phật đạo nhưng mà nếu bạn muốn công phu thật sự đắc lực mấy ngày gần đây có rất nhiều đồng tu đến từ trung quốc đã nói với tôi việc dụng công rất khó đắc lực tôi thường hay khuyên mọi người giải hành phải xem trọng như nhau thì công phu mới có thể đắc lực vì sao niệm phật đường của chúng ta mỗi ngày vẫn phải giảng hai thời kinh dị dùng giải để giúp cho hành dùng hành để giúp cho giải giải hành phụ trợ lẫn nhau bạn không hiểu nghĩa bạn tu hành sẽ giải đãi sẽ tối chuyển vì sao vậy phiền não tập khí trong đời quá khứ quá sâu dậy rồi chúng ta một chút công phu nhỏ nhoi này một chút đạo lực nhỏ nhoi này không thắng nổi phiền não cho nên hằng ngày phải nghe kinh niệm phật là tu định nghe kinh là tu huệ nhưng mà mỗi ngày niệm phật nghe kinh công phu vẫn là không đắc lực vấn đề rốt cuộc xảy ra ở chỗ nào vậy thực tại mà nói xảy ra ở chỗ bạn không chịu làm theo Niệm Phật Tâm không ở trong Phật Miễn niệm Phật mà trong tâm cứ vọng tưởng Công phu đương nhiên không đắc lực rồi Tuy ngày ngày nghe kinh Dường như đã sáng tỏ rồi Nhưng không chịu làm theo Trên kinh dạy chúng ta bố thí Vậy chúng ta trì giới, vậy chúng ta nhẫn nhục mà một điều cũng không làm được. Ở trong đời sống thường ngày vẫn cứ tùy thuận tập khí phiền não. Như vậy công phu đương nhiên không đắc lực rồi. Bạn xem xem kinh Phật. Câu cuối cùng của mỗi một bộ kinh là gì? y giáo phụng hành tác lễ nhi khứ trên mỗi một bộ kinh cuối cùng là một câu nói này vậy chúng ta phải y giáo phụng hành phật ở trên mỗi bộ kinh không ngại phiền phức nhắc nhở chúng ta thọ trì đọc tụng di người diễn thuyết vì người diễn thuyết chính là y giáo phụng hành chúng ta chưa chịu làm công phu của bạn làm sao đắc lực được chứ cho nên hiểu được một phần thì làm một phần hiểu được hai phần thì làm hai phần bạn có thể làm được hai phần thì bạn có thể hiểu được ba phần hiểu được ba phần bạn có thể tiếp tục làm được ba phần làm được ba phần bạn sẽ hiểu được bốn phần giải giúp cho hành hành giúp cho giải như vậy mới có thể đạt đến cứu cánh viên mãn hiểu rồi mà không thể hành, thế thì có lợi ích gì chứ? Chướng ngại lớn nhất của hành là gì? là không buông bỏ được, không buông bỏ cái mà bạn tham ái, sự việc này việc phước rồi, là đại chướng ngại căn bản. cho nên ái dục thị dục nhất định phải xả cho thật sạch sẽ đại sư huệ năng đã nói xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi dơ chỉ cần bạn có một vật là bạn đã bị dính bụi dơ rồi bụi dơ là phiền não viên não của bạn sẽ không thể đoạn nhất định phải xả cho thật sạch sẽ thân tâm thế giới không nhiễm mấy bụi bạn đời này thành phật mới có hy vọng mấy may không thể buông xả thì hy vọng thành phật làm tổ sẽ không có phần rồi cho nên y giáo phụng hành chính là tận trung tận hiếu chính là hành trung hành hiếu Đạo lớn của chư Phật Là trung hiếu mà thôi Hy vọng các đồng tu chúng ta Thể hội thật kỹ Nỗ lực nghiêm túc phụng hành Thì tiền đồ tươi sáng trạng rỡ vô cùng Tất cả tai nạn đều có thể hóa giải các vị đồng học cảm ứng thiên vựng biên nói rõ chân đế của hai chữ trung hiếu này đã chiếm số trang rất lớn ở trong đây đã trích dẫn một câu nói nhiều thuấn Dùng lòng nhân để trị thiên hạ Mà dân theo về Câu nói này Rất đáng để chúng ta Suy nghĩ kỹ sự thật đã nói rõ việc xã hội an định quốc gia giàu mạnh nhân dân hạnh phúc là có quan hệ lớn nhất với người lãnh đạo Nếu như có một người lãnh đạo hiền minh Có thể chỉ dạy trăm họ Thì thiên hạ đã hãy trị rồi Cái sự thật này Chúng ta đã đọc thấy Ở trong lịch sử Trong lịch sử Có ghi chép cặn kẻ xác thực Vào thời xưa Những vị đế dương này Tại vì sao có thể làm được Hiện đại dân chủ mà chúng ta đang tôn sùng thì tại sao không thể làm được vậy đây lại là điều đáng để chúng ta suy nghĩ kỹ người lãnh đạo vào thời xưa những quốc gia khu vực khác Chúng ta không nói đến Chỉ nói ở Trung Quốc Đều là được tiếp nhận qua Nền giáo dục tốt đẹp nhất Đế Dương Muốn bồi dưỡng người nói nghiệp họ Lao tâm khổ tứ Đi tìm kiếm vị thầy giỏi nhất Ở trong và ngoài nước Đạo đức học vấn Kinh nghiệm Đều hơn hẳn người thông thường Cho những người này Đến chỉ dạy người nối nghiệp đến bầu bạn dẫn dắt người nối nghiệp để người nối nghiệp có thể tiếp nhận được nền giáo dục thánh hiền thật sự hiểu được đạo lý lớn của tác chi quân tác chi thân tác chi sư cho nên xây dựng được một chính quyền có thể duy trì mấy trăm năm mà không suy những đế dương cuối triều đại Đều là quên mất đi lời giáo huấn của Thầy Mê tha Buông thả Tùy thuận tập khí phiền não Thì quốc gia này liên bị diệt phong Trị quốc như vậy Trị gia cũng không ngoại lệ Gia đình muốn hưng dưỡng Muốn đời đời có thể truyền nhau Dựa vào cái gì Con em tốt Con cháu tốt Con em tốt Con, em tốt. Con cháu tốt Con cũng là thành tựu từ trong việc bồi dưỡng giáo dục nếu như không dày công bồi dưỡng thì cũng là không thể làm được cho nên cha mẹ hiền minh nhất định yêu cầu con cái tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất ngày nay người làm cha mẹ họ không phải không có cái tâm này nhưng mà quan niệm của chúng ta sai lầm rồi ngày nay tiếp nhận nền giáo dục là nền giáo dục khoa học kỹ thuật nền giáo dục chủ nghĩa công lợi nên giáo dục này không thể gìn giữ gia nghiệp vào thời xưa người lớn bồi dưỡng con em là giáo dục thánh hiền cái đặc sắc của giáo dục thánh hiền thứ nhất là Khiến họ hiểu rõ Quan hệ giữa người và người Đây là đại học vấn Đây là trí huệ cao cấp Người với người rốt cuộc là Có mối quan hệ gì vậy? Nói đến điểm cuối cùng Người và người là quan hệ một thể Cái đạo lý này, sự thật này Có ai biết chứ? Ngày nay chúng ta nói ra Người ta nghe xong sẽ lớn tiếng cười to Nói đầu óc của chúng ta có vấn đề Đó đúng như lời mà lão tử đã nói Kẻ hạ sĩ nghe nói đạo thì cười to không cười thì không đủ để gọi là đạo cái đạo lý này nho gia đạo gia có nói đến nhưng mà nói tường tận nhất là ở trong kinh luận đại thừa nhà phật nói với chúng ta tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới cùng với ta là một thể cho nên đại thánh đại hiền khi nhìn thấy tất cả chúng sanh tâm hạnh lương thiện hạnh phúc mỹ mãn thì rất là hoang nghĩ nhìn thấy chúng sanh tạo nghiệp đang thọ khổ báo khi nhìn thấy đều đau lòng đều rơi lệ đây là tâm nhân tâm nhân từ đây là sự bộc lộ của chân tình chân tình không phải cảm tình chân tình là tánh tình xã hội xưa người ta thường nói tánh tình trung nhân không phải là cảm tình trung nhân cảm tình trung nhân thì biến hóa vô thường tánh tình trung nhân ở trong phật pháp là phật bồ tát họ biết được chân thị phi chân tà chánh chân lợi hại cái mà họ đang hành là đạo là nghĩa nhà nho gọi là đạo đức nhân nghĩa lễ ở trong tình cảm thì những cái này đều không có tình cảm nếu như thuận đạo đức nhân nghĩa lễ không trái lại đạo đức nhân nghĩa lễ thì cái tình cảm này chính là tánh tình ở trong giáo dục xã hội hiện nay người biết được không nhiều người giảng được thì càng ít hơn rồi đại chúng thông thường cho rằng cách nói này là lạc hậu rồi lỗi thời rồi tôi nghe thấy những lời này cũng gật đầu không sai là lạc hậu rồi là lỗi thời rồi vì sao vậy tư tưởng của thời đại thái bình tư tưởng của thiên hạ đại trị ngày nay đã đem những đường lối tư tưởng này dứt bỏ hết tạo thành kết quả là thế giới động loạn tai nạn bất thường sẽ diễn biến không cách gì tưởng tượng nổi toàn bộ xã hội loài người phải chịu khổ nạn cực lớn tai nạn hiện nay chúng ta nhìn thấy từ trong tư liệu thông tin tần suất mỗi năm một nhiều hơn mỗi lần một nghiêm trọng hơn chúng ta nghe thấy chúng ta nhìn thấy rồi chỉ có hoang mang sợ hãi trở tay không kịp chẳng biết phải làm sao cho rằng đây là tai họa tự nhiên tai họa tự nhiên hình thành như thế nào vậy tại vì sao lại có những tai họa này những tai họa này có thể tiêu trừ được không có thể tránh được không thánh nhân thế xuất thế gian trả lời đều là khẳng định được cho dù chúng ta nhìn thấy phương tây có một số nhà tiên tri đã nói một câu nói cuối cùng đều cho rằng chúng ta có phải tiếp nhận cái tai nạn này hay không vẫn là do hành vi của chính mình quyết định lời kết luận này là chính xác nhưng mà họ chưa có nói ra đạo lý Tại sao nó lại như vậy? Tại vì sao hành vi của chúng ta Có thể quyết định tai nạn Có phát sinh hay không? Đạo lý chưa nói rõ ràng Cái đạo lý này Nhà Phật thường nói Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Lại nói Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh Nếu như chúng ta thật sự hiểu rõ cái đạo lý này Thì biết được Khởi tâm động niệm của chúng ta Có thể thay đổi hoàn cảnh Hoàn cảnh là y báo Y báo chuyển theo chánh báo cách chuyển như thế nào vậy triệt để sám hối chân thật quay đầu như vậy mới được cứu sám hối ở ngoài cửa miệng thì không có ích gì sau khi thật tâm sám hối thì hành vi ngôn ngữ của bạn sẽ quay đầu một cách rất tự nhiên hồi tâm hướng thiện từ nay về sau dùng cái tâm thuần thiện đối nhân tiếp vật dùng cái tâm thuần là yêu người yêu vật đối nhân xử thế tiếp vật dùng cái tâm vô điều kiện cái tâm vô tư cái tâm không mong cầu bất kỳ sự báo đáp nào tận tâm tận lực bố thí cúng dường tất cả chúng sanh như vậy mới gọi là chân sám hối đây mới gọi là thật sự quay đầu một người sám hối thì một người được cứu hai người sám hối thì hai người được cứu không nên cho rằng chúng ta chỉ có một người chân thật sám hối thì tác dụng rất yếu kém nghiêu thướng năm xưa cũng chỉ có một mình vấn đề là bạn có tâm chân thành hay không tâm chân thành tự nhiên có thể cảm được người người tạo ác họ cũng có phật tánh họ cũng có lương tâm phật tánh của họ lương tâm của họ chỉ là bị mê hoặc bởi vật dục bị chướng ngại bởi tập khí phiền não chúng ta dùng tâm thiện tâm thương yêu chân thành cúng dường bố thí một cách vô tư để đối đãi với họ khi mới tiếp xúc họ sẽ hoài nghi tại vì sao anh tốt với tôi như vậy anh có ý đồ gì họ vẫn phải phòng bị cẩn thận thời gian lâu rồi họ nhận ra bạn không có ý đồ gì với họ dần dần đã bị cảm động rồi đạo của nghiêu thuấn động cơ là ở chỗ này chư phật bồ tát ứng hóa ở thế gian cũng ở chỗ này chúng sanh có cảm phật bồ tát liền có ứng vì sao họ đến ứng vậy chúng ta phải hiểu rõ từ đó cho thấy xã hội phong tục đạo đức hủy hoại rồi những vấn đề trước tiên là gì là chúng ta chưa có quan tâm đúng mức đối với con em đặc biệt là ở xã hội hiện đại Cha mẹ yêu thương con cái Nhưng mà không quan tâm con cái Bản thân thì bận biểu công việc Bận biểu việc xã giao Thuê người giúp việc Đến chăm lo con cái của mình người giúp việc dù làm tròn trách nhiệm chăm lo nhưng chắc chắn không bằng một phần tâm yêu thương của người làm cha mẹ đối với con cái của mình cho nên những thế hệ sau luôn luôn là bị lãng quên đi cái nhân tố này vứt bỏ rồi con cái từ nhỏ không có được sự chăm lo của tình thân nên sau khi lớn lên mới bất hiếu mới phản nghịch nhân phẩm nội tâm bị ô nhiễm rồi cái này tạo thành tai nạn to lớn cho xã hội cho nên ngày nay cái thế gian này khởi nguồn của thiên tai nhân họa nguồn gốc ở đâu vậy chúng ta phải nghiên cứu thảo luận thật kỹ phải tìm cho ra cái nguồn gốc đó đều ở giáo dục đặc biệt là giáo dục thời thơ ấu cổ nhân hiểu rõ cái đạo lý này biết được sự đáng sợ của nhân quả cho nên đối với việc nuôi dạy trẻ thơ tất cả toàn tâm toàn lực xem nó là việc lớn hàng đầu của đời người mà làm chúng ta từ xưa đến nay tổ tổ truyền nhau cho nên cái quốc gia dân tộc này ở thế gian này mấy ngàn năm mà vẫn không bị diệt vong là đạo lý gì quyết không phải do may mắn đắc lực là nhờ nền giáo dục của cổ thánh tiên hiền hiện tại tại vì sao lại suy yếu như vậy chính là ở trong một vài trăm năm gần đây đã dần dần đánh mất đi nền giáo dục của cổ thánh tiên hiền rồi một mực xính ngoại cho rằng mặt trăng ở nước ngoài thì tròn sáng hơn ngu muội đến mức như vậy, cho nên người thế hệ này của chúng ta mới sống dứt dã như vậy, chịu nhiều tai nạn như vậy. Hiện tại, tai nạn lại nhiều thêm rồi, lại nghiêm trọng thêm rồi. Nạn nước, nạn lửa nạn gió động đất tai họa thiên nhiên không có cách gì phòng ngừa phật nói cho chúng ta biết cái tai họa này do đâu mà có vậy nạn nước do tâm tham mà ra Chúng ta đem tâm tham đoạn trừ Thì nạn nước sẽ không còn nữa Nạn lửa do sân hận mà có Chiến tranh là thuốc về nạn lửa Sanh từ sân hận Nạn gió sanh từ ngu si Động đất sanh từ bất bình nếu như mọi người đều biết tu thanh tịnh bình đẳng giác thì những tai nạn này sẽ không còn nữa cho dù có cũng vô cùng nhẹ sẽ không tạo thành tổn hại lời nói này ai có thể tin được nếu không phải người thâm nhập kinh tạng người thật sự rõ lý bạn nói với họ họ sẽ nói bạn nói lời điên rồ bạn là mê tín không có chứng cứ khoa học cho nên chỉ có người thâm nhập kinh tạng tâm địa thanh tịnh nghe thấy lời nói này Mới gật đầu khẳng định có đạo lý Đồng học chúng ta Tôi đã nói qua với mọi người Khoác lên chiếc áo cà sa này Làm đệ tử của Phật Việc chúng ta phải làm là gì? Sứ mạng của chúng ta là gì? Nếu như không thể nghiêm túc nỗ lực Hoàn thành sứ mạng mà Phật Đà đã chỉ dạy Đó chính là điều mà Cổ nhân gọi là Dưới áo cà sa mất thân người Dưới áo cà sa mất thân người Thì đi về đâu vậy Đều đến địa ngục Cho nên Tổ sư Đại Đức Người sáng tỏ Tại vì sao không khuyên người khác xuất gia vậy Khuyên người ta xuất gia thì dễ Nếu người này xuất gia mà không thể làm được Không thể hoàn thành Sứ mạng mà Phật đã chỉ dạy Thì chẳng phải là bạn đã đưa họ đi vào địa ngục rồi sao Không xuất gia thì chưa chắc bị đọa địa ngục Xuất gia rồi thì nhất định đọa địa ngục ở trong ngạn ngữ có nói trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều lời nói này nói không phải không có đạo lý cho nên đã xuất gia rồi nhất định phải nghiêm túc học tập cho thật tốt đem lời giáo huấn của phật giới thiệu cho tất cả đại chúng vì tất cả đại chúng giảng rõ ràng nói minh bạch hơn nữa bản thân mình còn phải nghiêm túc nỗ lực y giáo phụng hành vậy mới là đệ tử tốt của phật mới đích thực là vị đạo sư của trời người được rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ học đến đây thôi a di đà phật